Xin chào các bạn thân mến. Ở quê tôi bây giờ là mùa vụ thu hoạch lúa, cho nên là khắp nơi nơi chỗ nào cũng có tiếng máy gặt, rồi người phơi thóc, người thu hoạch lúa, rồi người phơi thóc. Ở đây là có một chàng trai đang ra hót thóc. Bà đùa thôi, bà không quay vào đâu. Đây là một sân thóc rất là dài, trải dài theo cái đường bê tông này, rất là nhiều thóc luôn. Bây giờ là buổi chiều tối nên là những cái đống thóc này đã được thu gọn vào để chuẩn bị đậy bạt lên cho nó đỡ bị sợ mưa xuống như bạn nhé. Xa xa kia có một bác nông dân đang gặt bằng tay. Thím ơi, sao thím không chờ máy mà thím gặt bằng tay? À, nếp phải gặt riêng hả? Ừ, nếp thì phải gặt riêng rồi. Khiếp, cấy bằng đấy nếp có mà ăn bao giờ mới hết. Đấy, bằng này tha hồ ăn. Nếp này là nếp 97 à? Ừ, nếp 97 dẻo lắm. Đấy, chỗ thì gặt tay, chỗ thì gặt máy. À, cánh đồng lúa rất là rộng và bây giờ đã chín kỹ rồi nhá. Đây này, đây là thóc, rất là nhiều thóc luôn. Đây là những luống thóc mà trải dài theo đường bê tông, rất nhiều thóc này thì đã phơi qua một nắng, nhìn thì cũng đã tương đối ráo vỏ rồi. Đó, luống thóc rất là dài. Đây là một cái bể, bể này là bể bioga, dùng để đựng nước thải của chất thải của gia súc gia cầm. Sao quay bao nhiêu lâu nó mới được 2 phút thế này? đang tưới ngô đấy nhưng mà phải làm một cái phóng sự cái đã, xong rồi mới lại quay về tưới tiếp. Còn được đúng quãng độ lưng bắt con đạm, được hòa vào được một lần nữa là hết. Vẫn thiếu. Có hơn cân đạm mới vẫn thiếu, chắc thiếu nửa cân. Chắc thì ít cũng phải 2 cân mới đủ nhỉ. Thôi, tưới nốt cái đấy còn đâu mai tưới. Không có mai lại hết việc. Cái này là hương thơm đây nhỉ. Đấy, hương thơm của thím nó đã ấy này rồi cơ mà, nó đã chín hơn của mình khối rồi. Ui giời. Chả chín thì em phơi chúng qua giờ nó cũng chín rồi. Không, cái hạt nó xanh, nhìn kể cả thím có phơi khô nhìn cái hạt nó vẫn xanh mà thím. Những cái những cái hạt thóc xanh phơi khô nó vẫn xanh chứ. Đấy, năm này bao nhiêu là thóc ra. Thóc trải dài theo đường bê tông vàng rộm luôn. Thóc này thì đỏ au luôn. Buổi chiều tối. May năm nay cấy phân do đắt nhưng mà nó lại còn được hạt thóc. Đấy, năm nay được mùa ấy. Năm mùa, lúc vãi phân em sốt ruột lắm ấy. Này, cái lúa của bà Vượng này, cái màu nó cũng vàng tươi này cơ mà. Như này là nó chắc lắm này này. Đấy. Hai chị em lại đi đâu này? Mua chổi, quên chổi, đỡ đây mua phân, không nhầm lấy phân đi về không. Hôm nào mình mua đậu cũng quên đậu đấy. Về đến nhà rồi không thấy đậu đâu bắt đầu. Tháng này nó đẻ nhiều quá. Nó mua giống về, nó làm điện xong là nó về, đến lúc em làm đấy em hỏi giống đâu, nó cười khành khạch, nó bảo. Đấy, mình thế thôi, vừa hôm nọ mua đậu cũng thế. Đây, sân trong này là của nhà Hạnh à? Của nhà Hạnh này phơi mỏng chứ chả được bao nhiêu thóc của thím. Của thím, thím phơi dày này. Cái hương thơm này là gặt ở đâu đấy? Em gặt hôm qua. Gặt ở ngoài này hả? Vâng, ngay sau. Của thím nó chỗ trước của mình ấy. Của mình chỗ sau.
nó vẫn xanh lắm, nhưng mà đấy nó đổ hôm nọ nó đổ non chẽn đi, đổ non chán đời. Cái ruộng chỗ nhà mình là không làm gì nữa đâu hả? Cái ruộng nhà mình ý thì để nếu mà không làm gì nữa để trồng ít bí ra đấy. May quá, máy nó sợ thụt nó không xuống. Ừ, mai mà dỗi thì làm, mai ngày kia chắc chắn là phải trồng rồi. Em bảo nó là trồng ít bí. Nhà bảo nó xuống thì là nó quén luôn cho cả hai bên kia vào, nhưng mà nó sợ thụt lắm nên em xuống đâu. Nhưng mà chính là đào bằng tay thì lại cũng chả mất mấy đất để lấp một lúc xong cái gì. Đó. Cũng được mà. Chỗ đấy thôi đành trồng bí thôi, chứ giờ trồng ngô lại phải lên lúa ngại lắm. Thôi trồng ít bí đấy. Trồng ngô thì lại trồng ruộng khác. Thím mà bảo là mình định trồng ngoài đồng mà thím tìm ruộng khác cho mình thì đỡ trồng ngoài đồng, thì mình trồng một ruộng khác vậy. Thế mà cũng chẳng vội gì lắm. Cứ để vài hôm nữa đi. Mấy ngày thì lên mắm. Lâu em không ủ, em chả rõ gì. Thím vớt từ bao giờ? Vớt tối hôm qua. Ừ, thế thì mai thím trồng được rồi. Bây giờ, nếu mà tối hôm qua, bây giờ nó đã nứt mầm rồi. À, nhưng mà thím ủ xong, hôm nay thím dấp qua một lần nước cho nó. Tối lại dấp nước à? Ừ, tức là chỉ cho xuống nước xong là vớt lên luôn. Đấy, chứ không phải là kiểu là ngâm dưới nước đâu. Cho nước xong vớt lên lại để ráo như thế. Mai lại ngô được rồi. Nhưng mà dòng ngô cứ thế dắt xuống nhanh không thì tím xem mỗi mình dòng ấy nó cũng nhanh xong mà. Đấy. Năm nay nhà địa chủ này được mùa. Xong lại chửi người ta. Cái loại điên. Năm nay gọi địa chủ được rồi, nhiều thóc nhất làng còn gì nữa. Khiếp. Phơi phơi mày có biết không, nếu mà bây giờ mà giải hết thóc nhà mày từ đầu đến cuối ra, nó phải từ ngoài đường cái kia vào đến đây mới hết. Thím ơi, 4 xào gặt, gần 4 xào gặt về phơi khô rồi. Thím mà phanh ra nó không hết từ ngoài đầu đường kia vào đây ấy. À thế à, tưởng là mang hết về rồi. Đấy, nếu mà không thì 4 xào nữa với từ ngoài đường vào đây. Yep. Không, làm gì đến mức rớt mồng tơi. Chỉ hơi hơi thôi. May là hôm nay được mùa không, cơ mà cũng khóc với chiếc em mua phân em xót ruột bằng chết. Không, đúng là năm nay được đấy. Năm nay so với chưa bao giờ nhá. À, vụ mùa mà lại được mùa không vụ chiêm như năm nay. Đấy, chiêm năm nay vụ chiêm kém cực nhưng mà vụ mùa lại được mùa. Chiêm năm nay còn không được thóc bằng mùa thật đấy. Đấy, đúng là may may cho cả làng luôn đấy, không có cứ như cái vụ chiêm năm nay á thì có mà vỡ mặt. Nhưng mà phải nói là cái TH3-5 nó được thóc hơn những giống khác đấy thím ạ. Đúng rồi. Nếu mà so xào thước ra ấy, là cái hương thơm với khang dân không bằng đâu. Xào hương thơm ở ngoài đồng hôm qua em được có 12 bao, không phải bao này đâu nhá. Cái bao đường đường mua của Thả ấy. Ừ. Bao kia bé hơn à? Khang dân kia cũng không bằng TH đâu. Thế mình bảo là khang dân cũng không bằng mà. Túc hôm nay cũng được có 2-3 bao cả to cả ti thôi. Đấy, nếu mà so với lại TH3-5 là TH3-5 là được nhất đấy. Được hơn cả so với các giống khác. Mà đấy, gạo lần đấy nó chắc chắn thím ăn được đúng không? Mà làm gì mà nhạt lắm đâu, ăn tốt. Ừ, nó không dẻo, nó chỉ mềm hơn khang dân thôi. Thế, nhưng mà nhà mình vẫn cấy là bởi vì có phải cái gì cũng ăn đâu. Mình chăn gà, chăn lợn, chăn vịt làm đủ thứ bằng thóc chứ. Sắp được 10 phút rồi đấy. Mặt trời nó xuống núi là chuẩn bị nó tối om trời bây giờ đây này. Xong mà vẫn cứ ở đây mà léo nhéo. Em đợi một lúc nha. Đéo hết thóc về xong em đổ nó hết đi bằng cái bao thóc em cào ra cho người em á. Nó choáng váng kiểu gì thế em về em bảo vệ cũng buồn phải làm gì thế mà em làm cái gì nó phải không biết gì. Ủa. Thiếp ngủ ngủ kiểu như nào kiểu ngủ li li đi đúng không? Đến lúc mở mắt ra em bảo xin nhẹ. Để đứng đứng giữa đống thóc thích tránh đằng nào thì tránh.
Cái bao đường bé hơn à thím? Bao đường bé hơn mà. Bao này to nhỉ? Bao đường đâu nhỉ? Bao này cứ phải được trên 40 cân, mình cứ gọi là trên 40 cân hết. Thôi được rồi. Thôi, tối rồi. Bây giờ thì tôi sẽ phải trở về ruộng để tôi tưới ù ít nước phân không có tối bố mất rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.